Kính thưa toàn thể các đồng chí, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, Ban chấp hành Đảng bộ tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đà Tẻ sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ mới, và huyện Đà Tẻ chúng ta sẽ đạt chuẩn về nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025. Một lần nữa, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đà Tẻ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.